Giêsu Kitô của chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn có nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Đã làm nên những điều huyền diệu, tay hương người.
rồi lại nghĩ nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha. Bây giờ trong các vấn đề có mấy người hỏi nhau, điều người nói với chúng ta, nghĩ nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại nghĩ nữa các con sẽ thấy Thầy, và vì Thầy về cùng Cha, như thế có ý nghĩa gì? Họ nói, lời người nói biết nữa có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết người muốn nói gì. Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi người, nên người bảo họ: các con hỏi nhau vì Thầy mà nói một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi là một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa quý bà chị em, Chúa Giêsu là đối tượng quan trọng và cùng đức mà các con đồ đi theo Chúa Giêsu. Vậy mà Chúa Giêsu sẽ phải qua cái điều gì tử nạn với cuộc sinh liên quan, thì dĩ nhiên là tâm hồn bị một cú sốc rất là lớn. Và Chúa biết trước điều đó, vì tất cả mọi cái họ đều đặt niềm tin vào Chúa Giêsu với cái quan niệm của những người đi tìm một phụ lãnh cho mình, rồi vì phụ lãnh đó bị giết chết, bị đóng lên trên thập giá, thì còn cái gì nữa? Cho nên Chúa báo trước một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, một ít nữa là được thấy, vì Thầy về cùng Cha. Nếu chúng ta ở trong cái tâm trạng của các tông đồ thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không hiểu nổi tại sao lại một ít nữa không thấy rồi lại thấy. Và đối với chúng ta ngày nay thì chúng ta hiểu được Chúa đã qua tử nạn, kể như là Chúa sống muôn vọng ở trần gian, và Chúa đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng cái chết, chiến thắng cái tôi ích kỷ của con người để hoàn toàn đầu phục thánh ý của Chúa Cha. Và đó là cuộc chiến thắng của Chúa Giêsu cho nhân loại chúng ta được sống muôn đời, vì con người đã không mong đợi Thiên Chúa cho nên mới xa cách Thiên Chúa đời đời, quay lưng với Chúa ở trong sự khốn khổ, làm nô lệ cho ma quỷ. Thì Chúa Giêsu đã chiến thắng để cứu chuộc và đưa chúng ta về với Chúa. Thì khi Chúa sống lại, dĩ nhiên là các con đồ vui mừng, nhưng cũng chỉ được có 40 ngày thôi rồi Chúa về trời. Và đây là một thời gian dài với con người chúng ta, 20 thế kỷ, có thể là 1 triệu năm nữa, 1 tỷ năm nữa, nhưng mà đối với Chúa chỉ là một ít thời gian thôi. Vì thời gian 1 vài tỷ năm ở trên thế giới này đối với cõi đời đời cũng chỉ là cái tích tắc thôi. Đối với chúng ta đang làm xem là lâu lắm, nhưng mà chẳng là gì hết, nó chỉ là cái tích tắc ở trong cái thế giới vĩnh cửu của Thiên Chúa thôi. Vì vậy chúng ta hãy tập cái gì của Thiên Chúa, vì chúng ta là một với Chúa Giêsu qua đức rửa tội rồi, và mỗi ngày nên một với Chúa Giêsu qua đức thánh thể, qua lời của Chúa, chúng ta nhìn đến cái cùng đến tối hậu của mình và bắt đầu từ bây giờ sống chết với Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta cũng trải qua cái kiềm nhiệm tự đạt mà đến phục sinh vinh quang với Chúa, để sống đời đời với Chúa bắt đầu từ bây giờ khi chúng ta kết nhiệm với Chúa Giêsu, và trải qua những cái gian nan khó khăn như bài học này. Chúng ta thấy Paulo đi tới thủ đô về văn hóa thời xưa là Hy Lạp ở tại thành Athens, không có thành công gì hết, thì ngài đi xuống phía nam tới Corinto, rồi xuống Corinto cũng gặp những người Do Thái họ công kích ngài, thì thánh Paulo đã quyết định không có tiếp tục ra lệnh cho người Do Thái nữa, mà từ đó ngài ra lệnh cho dân ngoại: máu các người đổ trên đầu các người, còn tôi vô can, từ đây tôi sẽ đến với dân ngoại. Và
bổn phận của mình, cái sứ vụ của mình là loan báo tin mừng cho dân ngoại. Cho nên chúng ta thấy bắt đầu từ đó Phaolô đi đúng cái hướng mà Chúa đã giao cho Phaolô trong cái ơn gọi của Phaolô để Phaolô xây dựng cái cộng đoàn Corinto. Sau đó chúng ta có hai cái hướng đặc biệt về những tín đồ Corinto mà nơi đó họ được tràn đầy thánh thần của Chúa. Họ có nhiều vấn đề mà những cái thư đó Phaolô đã trả lời, để ngày hôm nay chúng ta học hỏi từ cái thư của thánh Phaolô hiện được cộng đoàn Corinto ở đây tràn đầy thánh thần của Chúa, và họ đã sống cái lời của Phaolô rao giảng để làm chứng nhân cho Chúa, và thế giới tiếp tục đón nhận tin mừng của Chúa, không phải người Do Thái mà là dân ngoại, trong đó có chúng ta. Và bộ phận của chúng ta tiếp tục chìm gian nan vất vả với Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu đã trải qua cuộc tử nạn rồi, thì chúng ta là thánh mình bầu nhiệm của hội thánh mà Chúa Giêsu là đầu, thì chúng ta cũng vậy, để chúng ta qua những gian nan thử thách, Chúa bảo đảm cho chúng ta sống đời đời với Chúa. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu, lời của Ngài, và cầu nguyện xin Thánh Thần Chúa dẫn dắt hội thánh ngay từ buổi ban đầu, cũng tiếp tục dẫn dắt chúng ta và hội thánh của Chúa cho đến ngày tận thế, để luôn luôn làm chứng nhân tin mừng tình yêu của Chúa và giữa thế giới hôm nay. Amen. Chúc tụng vinh quang Chúa thần. Amen.
người cầm lên chiều hộ hình người cầm lấy bánh đã bể ra và trao cho các môn đệ mà họ tất cả các con để nhận lấy mà vì này thầy sẽ bị đọt vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng đã ơn trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con đi nhận lấy mà uống vì này là chén máu thầy máu giao ước mới và huyết cựu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Lời Chúa, đấng soi tội trần gian, xin thương xót Chúa.
Linh chiên Thiên Chúa đã đứng xuống cầu trần gian, phúc cha được mời đến điều kiện chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành chúng ta dâng lời